Và xin chào bạn vị, hiện tại mình đang có đây chiếc Realme XT. Phần sản phẩm này hình như bọn mình đã từng mở hộp phiên bản xách tay ở trên kênh The Review, các bạn thể qua đây xem lại. Tuy nhiên thì cuối cùng nó đã về đến Việt Nam với thiết kế và các tính năng thì không thay đổi nhiều. Nếu như sản phẩm này sẽ chạy Snapdragon 712, trang sử phiên bản lên tới là 8GB, 128GB bộ nhớ, vân tay trong màn hình vân vân. Giá bán của nó thì được dự kiến là tầm khoảng 7.990.000 đồng, nhưng mà bọn mình chưa xác nhận 100% bởi vì là các bạn sẽ chờ đợi bằng cách bấm vào link mô tả bên dưới tại CellphoneS để xem bao giờ nó về hàng, dự kiến là tầm khoảng cuối tháng 11 này, và các bạn cũng có thể bấm vào đấy để xem giá bán chính thức của nó là gì. Còn không, các bạn có thể ngay bây giờ mua chiếc Realme 5 Pro phiên bản 8GB giá 6990 ngay tại CellphoneS, và mọi người sẽ còn có phiếu giảm giá trị giá lên tới 500.000 đồng, hoặc mua phiên bản 4GB với phiếu giảm giá sẽ là 300.000 đồng. Ok, ta sẽ cùng nhau xem Realme XT thì có gì hay nhá. Cái số 1 đó là nó đang là một trong những chiếc điện thoại duy nhất chạy ColorOS có được dark mode. Điểm này thì các bạn thấy khá là lạ đúng không? Thì nó có gì đâu, nhưng mà các bạn phải hiểu, đấy là tất cả những chiếc điện thoại chạy ColorOS khác phần lớn là sẽ không có được dark mode, nó phải chờ lên Android 10, khi mà bây giờ đến 100% những chiếc điện thoại này mới chỉ dừng ở Android 9 mà thôi. Và không như Oppo, nhà sản xuất Realme có một cái tính năng gọi là phòng thí nghiệm Realme, và lúc mà mình sử dụng chiếc Realme X2 Pro xách tay thì nó cũng có chế độ dark mode, mà may mắn đây cũng là chiếc điện thoại chính hãng mà đến từ Realme có chế độ này. Và với dark mode này có một điểm rất thú vị, nó sẽ tự động dark mode tất cả các ứng dụng bao gồm cả bên thứ ba. Các bạn vào Facebook này, nó tự biến thành dark mode, và cách hoạt động cơ chế của cái dark mode này là cứ thấy cái gì màu trắng tô thành đen. Đây là một điểm khá là thú vị nha anh em. Đấy, cái giao diện đọc Google tin tức cũng đen, và chữ thì nó sẽ đổi thành trắng để cho có thể nổi bật ở trên cái tông này. Điều này sẽ giúp cho cái màn hình Super AMOLED 6,4 inch của máy cũng tiết kiệm điện năng hơn, không bị tiêu tốn quá nhiều. Thế nên các bạn có thể bật nó lên, và nếu các bạn không muốn những ứng dụng bên thứ ba có dark mode, ví dụ như là bản đồ Google các bạn không muốn có dark mode, các bạn có thể tắt từng chức năng này đi. Đây là cái thứ đầu tiên khác biệt. Rồi, sản phẩm của chúng ta thì cũng có cảm biến vân tay trong màn hình. Đây các bạn thấy là chúng ta sẽ đặt vào một cái là thể mở luôn. Mình do kết hợp để cả mở khóa gương mặt nên mình phải nghiêng máy đi một chút, nếu không mở khóa gương mặt 2D thì nó nhạy lắm. Này, nhìn này, vân tay ở trong màn hình cũng rất là nhanh và cực kỳ tuyệt vời. Đấy, mặt của mình nó không mở được nhá, mình để tay lên các bạn thấy nó vẫn vô cùng là nhanh. Đó, chiếc máy của chúng ta có màn hình thì Super AMOLED và có độ phân giải Full HD Plus. Nhìn qua nhìn lại thì góc nhìn của chúng ta và tấm nền của nó là chất lượng. Tuy nhiên thì cái cằm bên dưới vẫn dày hơn khá rõ so với lại hai bên cũng như là bên trên. Sử dụng cái giọt nước. Camera thì selfie của máy không ủi đẹp và không gì phản nản, nó khá là mịn, làm cho da ta trắng hơn, làm cho mọi thứ nó ấn tượng hơn. Khi thì chính từ mặt thon gọn nhỏ này, rồi quay sang ở cái phần chân zoom ta sẽ có ảnh, rồi chế độ quay video. Tuy nhiên thì ở quay video nó sẽ có quay được ở độ phân giải lên tới là 4K này, rồi mọi người sẽ có những cái bộ lọc màu khi chúng ta quay video này, rồi mọi người sẽ có quay được video ở chế độ ultra wide. Thế nhưng mà đáng tiếc là chiếc máy này thì lại không có khả năng quay được video xóa phông. Đó, và nó sẽ có cái cụm camera sau tương tự như là chiếc Realme X2 Pro có độ phân giải chính lên tới 64 megapixel. Nó còn đi kèm cho mình đó là một camera 8M ultra wide, một camera 2M macro và một camera 2M là đo chiều sâu. Đó, thì các bạn có thể hình dung được cụm camera này như nào. Tranh thủ nó luôn là mặt sau của nó rất đẹp, có màu trắng hơi ngả sang cái ánh ngọc trai tím một nửa bên này, một nửa bên này là trắng xanh, thành ra mặt lưng này trông rất đẹp và cực kỳ là ấn tượng khi mình cảm giác ta cầm vào. Tuy nhiên mặt trước sau sẽ là kính cường lực Gorilla Glass 5, còn phần khung viền thì vẫn là bằng nhựa nha mọi người. Bên dưới thì có jack cắm tai nghe 3.5, loa ngoài, mic thoại, và nó sẽ còn có khả năng sạc nhanh là VOOC Flash Charge 3.0 20W, và pin của nó sẽ dung lượng là 4000 mAh. Không phải lo lắng về thời lượng pin cũng như sử dụng của chiếc máy này rồi. Cụm camera sau với chế độ 64 megapixel thì khá là hữu ích trong số những trường hợp mà các bạn muốn chụp lấy được nhiều chi tiết hay là chụp ở chế độ ban đêm, bởi vì đây nó có hai cái riêng, cảnh ban đêm và siêu 64p. Mình sẽ đánh giá cụ thể hơn về cái này sau. Cấu hình thì với như vậy là đã đủ đáp ứng được nhu cầu của người dùng. Về tính năng mọi thứ thì chúng ta đã nói rồi. Thế thì theo các bạn chiếc máy này mức giá như vậy đã hợp lý hay chưa? Hãy comment cho mình biết, bởi vì giá này cũng là giá dự kiến. Nếu các bạn muốn biết được giá cuối cùng chính xác cũng như quà tặng, hãy truy cập link bên dưới để bấm vào nút đăng ký nhận thông tin hàng về tại CellphoneS sẽ cung cấp chính hãng chiếc điện thoại này. Hẹn gặp lại các bạn các video lần sau. 3 2 1 0 -1 (trừ 64 -65). Phong đâu rồi? Phong đây.